Xin giới thiệu sản phẩm xe điều khiển mới lạ từ thương hiệu MyStore, chú tể bò cạp Scorpion. Sản phẩm dành cho trẻ từ 8 tuổi trở lên. Sản phẩm sử dụng 6 pin AA cho xe và 2 pin AA cho tay cầm điều khiển. Sản phẩm sẽ bao gồm một xe, một tay cầm điều khiển, 3 đầu đạn dự phòng dưới đáy hộp, một sách hướng dẫn sử dụng và một phiếu bảo hành. Nào, cùng ngắm nhìn thân hình siêu ngầu của chú tể bò cạp nhé. Để bắt đầu, chúng ta sẽ tiến hành lắp pin và bật nút on trên xe và tay cầm điều khiển. Sản phẩm bao gồm 3 tần số A, B, C. Tần số trên xe và tay cầm điều khiển phải khớp nhau thì xe mới hoạt động được. Đẩy cùng lúc hai cần gạt về phía trước, bò cạp sẽ chạy tới. Đẩy cùng lúc hai cần gạt về phía sau, bò cạp sẽ chạy lùi. Đẩy cần bên phải, bò cạp sẽ xoay 360 độ. Đẩy cần bên trái, bò cạp sẽ xoay 360 độ cùng chỉ kim đồng hồ. Khi bị tấn công, chú tể bò cạp sẽ chuyển mình thành tư thế sẵn sàng chiến đấu, đôi mắt sáng đỏ rực để lộ nòng súng thật ngầu. Và xả đạn. Nhân tay sở hữu chú tể bò cạp cho riêng mình với ưu đãi cực khủng lên đến 50% nhân dịp 1 tháng 6 với giá 999.000.